Công an tỉnh Đồng Nai cùng lực lượng chức năng huyện Trảng Bom vừa chấn áp bắt giữ đối tượng dùng dao tấn công tài xế xe tải. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đang thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Minh, huyện Trảng Bom thì phát hiện một người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 60B497290 chặn đầu xe tải biển kiểm soát. 54S1397. Khi thấy người điều khiển xe mô tô dùng dao tấn công tài xế xe tải, ngay lập tức lực lượng chức năng áp sát, yêu cầu đối tượng bỏ dao. Tuy nhiên người này không chấp hành mà có hành vi chống đối. Sau khi chấn áp, khống chế, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trong túi quần của nam thanh niên này còn hai con dao tự chế hai lưỡi. Tên nhanh phát hiện dương tính với ma túy và có nồng độ cồn Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Vũ Văn Năng sinh năm 1999, ngụ tại ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định, huyện Quán Định, tỉnh Đồng Nai. Hiện Năng đã được bàn giao cho công an xã Bình Minh, huyện Tràng Bom để điều tra xử lý theo quy định. Ngày 9 tháng 8, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Quốc Khánh, 31 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8, Trương Quốc Khánh lái ô tô loại 5 chỗ chạy trên đường tỉnh 876 hướng từ xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành đi quốc lộ 1. Khi phương tiện này lưu thông đến đoạn thuộc xã Đông Hòa huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thì va chạm với xe máy kéo theo thùng lôi do anh Nguyễn Hữu Danh 44 tuổi, ngụ xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang điều khiển đang chạy cùng chiều ở phía trước. Vụ tai nạn đã làm anh Danh tử vong tại chỗ, chiếc ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng. Bước đầu cơ quan công an xác định, Trương Quốc Khánh khi điều khiển phương tiện trong máu có nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách đối với xe chạy liền phía trước, dẫn đến vụ tai nạn. Tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận đơn tố giác của ông PQT 50 tuổi, ngụ tại khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa cùng nhiều công dân tố cáo Bùi Thị Huệ, sinh năm 1976, là người Việt Nam định cư tại Mỹ. Từ năm 2021 đến năm 2024, Huệ đã đưa ra mức giá từ 25.000 đến 45.000 đô la Mỹ để làm hồ sơ đưa người Việt Nam đi lao động và định cư tại Mỹ, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Nghệ An, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi Việt Nam. Sau khi xác minh đơn tố cáo, ngày 26 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng thông báo và đề nghị những người đã đưa tiền cho Bùi Thị Huệ để làm hồ sơ đi lao động và định cư tại Mỹ, nhanh chóng trình báo với Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai. Đồng thời kêu gọi Bùi Thị Huệ trở về Việt Nam trình diện, hợp tác điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước. Chiều mùng 7 tháng 8, công an thị xã Hương Trà nhận được thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thừa Thiên Huế về một thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản đang hoạt động lưu động và lần trốn trên địa bàn. Qua điều tra, công an thị xã Hương Trà nhanh chóng bắt giữ Võ Quốc Hải, 28 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, Võ Quốc Hải bước đầu khai nhận, ngày 25 tháng 7 năm 2024 đã trộm cắp tài sản tại khách sạn Minh Long, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh ra Thừa Thiên Huế lần trốn, thì Võ Quốc Hải bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã Hương Trà bắt giữ. Ngày 9 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Hải Đăng, Nguyễn Văn Trung và Phạm Văn Thành về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hạnh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an thành phố Cẩm Phả phối hợp với công an phường Cửa Ông kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Hải Ly. Bên trong phòng 201 có 5 người đàn ông đang tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Lê Hải Đăng sinh năm 1999, chú tại xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Trung sinh năm 1988, Phạm Văn Thanh sinh năm 1984, Hoàng Mạnh Cường sinh năm 1989, Nguyễn Thế Ân sinh năm 1984, cùng trú tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Qua điều tra, Lê Hải Đăng khai nhận, vào ngày 31 tháng 7, đã từ tỉnh Vĩnh Phúc xuống thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để chơi cùng nhóm bạn cũ. Do có nhu cầu sử dụng ma túy tổng hợp, nên Đăng đã tìm mua của Trần Thị Hạnh, sinh năm 2001, trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, hai viên ma túy thuốc lắc và 2 gram ma túy ketamin rồi rủ cả nhóm bạn sử dụng.